Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Ba thí sinh cuối cùng biểu diễn, dĩ nhiên họ đang sở hữu chỉ số giảm cân thấp nhất trong tuần qua. Chỉ còn ba thí sinh đó là Thái Sơn, Nga Nguyễn và bạn Mai Trang. Vậy thì ai sẽ là người có chỉ số giảm cân thấp nhất tuần này đây? Trước tiên chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ Thái Sơn. Tất cả những bài tập đều quá sức so với mình. Mình bắt đầu bị ảnh hưởng từ cái nắng và nóng. Thêm lớp áo mưa rất là dày, làm thể lực mình xuống rất là nhanh. Cơ thể mình mất nước nhanh quá. Cơ tay, cơ chân rất là mỏi, làm cho tinh thần mình bị xuống rất là nhanh. Khi mình ngồi xuống là mình gần như không nghe thấy gì xung quanh. Mắt thì bắt đầu tối dần xuống. Lúc đấy mình rất là sợ, phải mất một lúc rất là lâu thì mình mới tỉnh được. Cái cường độ hoạt động của mình đều bị yếu đi rất là nhiều. Khi mà mình được phép cởi chiếc áo mưa ra, mình có thể vắt được ra thành nước. Cảm giác là mình đã bị thu lại đến 2-3cm rồi. Mình là người đứng thứ hai sau anh Vượng là có số cân gần với người bình thường nhất. Nhưng cơ thể mình hiện giờ vẫn rất là nhiều mỡ lỏng, đặc biệt là phần bụng. Phần bụng mà không chắc khỏe thì bạn không thể nào làm hết được tất cả những động tác với bạn nhảy của mình. Khi mà mình tập luyện và đi thi đấu, có rất nhiều thứ bị hạn chế từ về cách nhảy, cách thể hiện. Tất cả những vấn đề này đều được chị Phạm Lịch nhắc đến và sửa trong đau thương và nước mắt. Khuôn mặt của mình khá đơ, khô. Khi diễn thường hơi bị gượng gạo, không lột tả đúng được nội dung nhân vật. Mình phải thay đổi về bản thân, không được hiền quá, ngoan quá, lành quá mà phải hơi hư đi một tí. Mình sẽ có tận dụng những cơ hội hiếm hoi này, cố gắng thể hiện đấy là mình làm được. Mà sao em không biết những lời nói tình yêu với tôi không cần thiết. Chớ nên thề thú chi, đùa với tôi đây nhé. Say đắm và si mê, sẵn sàng đắng nhạt nhòe. Tội nghiệp những lâu đài cát mơ biến vỡ trong chiều sắc mơ. Tình cũng như là đám mây mịt mờ. Khi tôi tìm đến em là tìm vui trong trong lá. Đến một lúc rồi quên nhớ nhung không cần thiết. Nếu em hiểu rõ tôi thì không nên tức tôi. Yêu nghĩa là phải vui, nghĩa là mang hận hoài. Wow, hơi dã man một tí đấy. Không sao em, về với anh. Đừng có bỏ rơi con ta vậy, đẹp quá mà. Anh có Harry Won rồi đó. Không sao, anh bao la lắm, em yên tâm, ai về với anh cũng được hết. Thu lại cái tên này nha. Dạ. Thu lại câu nói vừa rồi. Dạ, em là một người đàn ông, tôi thưa quý vị, tôi không phải là lăng nhăng. Tôi chỉ là một người đàn ông rộng lượng và cảm thông. Tại vì ai yêu tôi sẽ yêu lại. Như vậy thôi. Ok. Có vẻ là ba vị giám khảo ngạc nhiên về bài diễn này. Xin mời anh Đàm. Thứ nhất là cái dòng nhạc này tôi rất là mê. Nó relax, nó làm cho kịch tính nữa. Phạm Lịch, từ đầu chương trình bây giờ anh cứ chờ em hoài luôn á. Anh nói thiệt, tại mùa trước anh đã từng chứng kiến những cái pha bay rất là đẹp và những cái cú nhào lộn rất là mạo hiểm và nó tính toán chính xác từng ly tí một. Thế bây giờ mới nhận được lại một lần nữa. Sao mà em keo kiệt với anh quá vậy? Rất là tuyệt vời. Lúc đầu anh cũng nghĩ rằng là chắc là Thái Sơn cũng sẽ làm dùng cái sở trường của mình. Nhưng mà không, em làm khá. Vẫn còn thoáng thấp đâu đó cái sở trường của em. Nhưng em có cách làm để cho người ta không nhìn thấy cái đó nữa. Và cách lip sync, cái thần thái, nhạc hết rồi vẫn diễn. Anh chỉ nói rằng là xuất sắc vậy thôi. Đó. Đây cũng là
một cái màu khác của nhạc kịch. Nó có một cái câu chuyện, tụi em có diễn sơn, em cũng hát theo. Cái phần kịch nó ít hơn, mà cái phần nhảy nó nhiều hơn. Nếu mà bài này là nhạc kịch, nó rất là tuyệt vời. Nếu mà bài này chỉ là một bài nhảy, nó cũng tuyệt vời. Chúc mừng anh. Thích cách nói của em. Vâng, nói chung là nếu là giám khảo nhận xét thì bài nhảy của em rất là tuyệt vời. Và nếu như em nhảy bên này không nhận xét, em cũng rất là tuyệt vời. Nói chung là vậy. Nu, em như thế nào? Em có một chút hơi wow khi mà anh ấy thể hiện những cái bước nhảy như vậy. Công nhận là phải thật là khen tặng Phạm Lịch. Em dựng một cái bài, xem vào thì anh thấy những cái động tác khó nó lên rất là nhiều, và những cái bê đỡ cũng rất là chính xác. Vậy cho nên là anh này anh làm được tất cả những cái điều này phải thật là ngoạn mục. Nhưng mà khi đọc lại profile thì hình như là giáo viên khiêu vũ thể thao, thì hình như đây cũng là một trong những lợi thế của anh ấy. Không, thực sự ra chúng ta không tính như vậy được đâu ạ. Bạn ấy chỉ giỏi về dance sport. Và nếu mà nhảy múa mà cứ nó nằm ở một cái môn khác là tất cả những cái còn lại nó không có hỗ trợ gì hết, mà đôi khi nó còn cản trở nữa. Dạ. Tại vì khi mình quen tay quen chân, mình chuyển qua một cái môn khác nó rất là khó khăn. À, vậy thì nói về khi cạnh là anh diễn đi. Còn Thái Sơn ở trên cái clip lúc đầu còn cảm thấy khó khăn trong cái việc giảm cân, còn cảm thấy loay hoay trong cái việc mà mình phải vượt qua những cái thử thách như thế nào. Và một Thái Sơn lúc này hoàn toàn khác nhau. Thái Sơn lạnh lùng, đôi khi hơi tàn nhẫn một chút, phải làm cho mọi người phải run sợ về chuyện đó. Và rõ ràng cái thần thái và cách biểu diễn của anh nó đáng khen thưởng dành cho anh. Xin chúc mừng anh đã làm thành tốt. Và nói như quý vị để ý là như là hôm nay tôi thấy là bạn Thái Sơn đẹp trai hơn đáng kể. Có râu đúng không? Nhưng mà vấn đề là bạn ấy gầy đi hẳn. Chúng ta đã bắt đầu thấy ngạnh xuất hiện nhẹ. Đâu, lúc nãy xem ở trên clip là đã thấy ngạnh rồi. Thì đấy, đó vấn đề là bây giờ chỉ còn chúng ta thâu tóm một cái nọng nhẹ. Nọng nó chạy qua đây rồi nè. Dạ. Nọng nó chạy qua áo đen rồi. Nó chạy dần dần qua đây rồi. Đó, thành thử ra là bạn hãy cố gắng lên. Tôi nghĩ là một thời gian nữa thôi. Chỉ một thời gian ngắn thì bạn sẽ trở lại, lấy lại tất cả những phong độ của mình. Và thưa quý vị, nếu như quý vị và các bạn yêu thích tiết mục vừa rồi và cảm thấy họ cũng tuyệt vời như giám khảo vừa nhận xét, hãy dự đoán xem họ có được lựa chọn là tiết mục xuất sắc nhất trong tuần hay không. BN khoảng cách 07 gửi về tổng đài 8369, mỗi tin nhắn là 3.000 đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với điểm số. Mời John. Bình thường anh ghét mấy cái bài diễn nhiều, nhưng mà chừng nào mình nói nhạc kịch anh muốn thêm phần diễn. Nhưng mà bài này rất là xứng đáng. Xứng đáng thì phải 10 thôi. Anh thì anh có một cái lời góp ý này. Phạm Lịch, anh muốn thấy nhiều lần như vậy nữa. 10 điểm. Thu Phú Thịnh liệu có khác hay không ạ? Cho như sự cố gắng của anh. 10 điểm. Điểm trung bình của các bạn là 10 từ ban giám khảo. Hy vọng là điểm giảm cân của bạn đủ để bạn có thể an toàn. Thưa quý vị, cân nặng cũ là 91kg và cân nặng hiện tại là 88,2kg. Bạn xuống được 2,8kg, tương đương 3.1%, tổng điểm 13.1. Rất cao. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.